Các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Trong cái chương trình hôm nay rất khác lạ. Đấy, đây là một trong những cái video đầu tiên trong cái chương trình tư vấn và thiết kế phòng thờ, nội thất phòng thờ cho các bác. Đấy, thì được rất nhiều các bác tin tưởng và ủng hộ trong cái chương mục là so sánh và tư vấn về gỗ cho các bác, để giúp các bác mua được cái sản phẩm đồ gỗ đẹp. Đấy, đưa ra cho bác những cái cách mua đồ gỗ đẹp được rất nhiều các bác ủng hộ rồi. Đấy, tiếp đến bây giờ em sẽ làm ra một cái chương mục tiếp, đó chính là tư vấn và thiết kế nội thất phòng thờ từ đường nhà thờ họ cho các bác. Đấy, tại vì với cái kinh nghiệm nhiều đời, tại vì em là ở làng nghề rất nhiều năm làm về đồ thờ, nội thất phòng thờ rồi, có kinh nghiệm rất nhiều trong cái việc tư vấn và thiết kế. Bây giờ em sẽ đưa cái chuyên mục tư vấn và thiết kế phòng thờ này lên trên YouTube để tư vấn trực tiếp cho các bác, miễn phí hoàn toàn các bác. Thì nếu các bác nào ủng hộ những cái chương trình, những cái video như này mà riêng cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ bên em có ấy, thì các bác nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ và ủng hộ em để em ra rất nhiều những cái video về tư vấn và thiết kế phòng thờ cho các bác hay và chuẩn nhất các bác nhá. Chuẩn số đo phong thủy ấy, hợp tài hợp mệnh, đúng theo ý nghĩa của câu nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, và số đo phải chuẩn, phải đẹp các bác. Đấy, thì bác đầu tiên đó là bác khách ở ngoài Quảng Ninh, bác có nhắn cho em là thiết kế cho bác một cái không gian nội thất phòng thờ với cái diện tích là 14m2, và ở đây là bác muốn thiết kế một chiếc bàn thờ nhỏ các bạn, bàn thờ nhỏ chưa có ở trên thị trường, chưa có số đo nào trên thị trường. Đấy, với cái bàn thờ cũ của bác là chỉ có 1m5 thôi, bây giờ bác muốn nó làm cho nó dài ra tầm khoảng 1m7. Đấy, thì trong từ 1m7 đến 1m8 thì có cái số nào đẹp để làm đồ thờ đúng vào số đẹp, đúng vào những ý nghĩa, đúng vào những cung đẹp hợp mệnh với bác. Với chiều dài như vậy thì chiều rộng như thế nào, và những cái yêu cầu thêm nữa là bác và bác gái có chiều cao trung bình là 1m75. Đấy, thì chiều cao bao nhiêu là phù hợp, và đặc biệt là bác có thờ những cái bộ lư hương đỉnh đồng thì chiều rộng, chiều sâu bao nhiêu để cho nó phù hợp, để cho nó cân đối, nó không bị to quá và cũng không bị nhỏ quá. Đấy, đặc biệt là bày đủ đồ, đủ lễ ở trong những cái phần như là ngày Tết hay là ngày lễ các bạn. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi chi tiết vào tư vấn cho bác. Đầu tiên, với phòng thờ là 14m2 thì đây là một phòng thờ khá là rộng, và qua trao đổi với bác ấy thì em biết được là phòng thờ của bác ấy là ở trên tầng 4 các bác. Nhưng mà với cái dạng nhà là mái chéo thì là bên trong tường là sẽ cao và sẽ chéo dần ra phần bên ngoài các bác, nên là với cái bàn thờ như thế này, phòng thờ như này ấy, thì là phòng thờ áp mái các bác. Và bàn thờ cũ của bác ở đây là bác ấy chỉ là 1m5 thôi, và bác ấy muốn yêu cầu là thiết kế làm sao cho bác là cái phòng thờ nó dài ra, cái bàn thờ nó dài ra từ 1m7 đến 1m8 thì những số nào đẹp. Đấy, thì như cái kinh nghiệm bên em làm đồ thờ nhiều ấy, thì với những cái con số thì 1m71, 1m72, 73, 74 là đều là số đẹp hay. Cắm 1m71 thì là vào đại cát, là vào 1m72 là vào đại vượng. Đấy, còn 1m73 và 1m74 thì đều là số đẹp, nhưng mà đẹp nhất là hai con số là 1m75 và 1m76 các bạn. Và 1m76 thì vào đại cát ấy, của cải tăng tiến không ngừng ấy, nhưng mà lên tới 1m79 và 1m80, 1m79 thì vào ly hương ấy, mới 1m80 thì lại vào từ biệt, nên là những con số đấy ấy, thì nó xấu, nên là em sẽ tư vấn cho bác về cái phần chiều dài thì bác nên làm là 1m75 hoặc là 1m76 các bạn nhé. Đấy là phần chiều dài. Còn về phần chiều sâu ấy, về phần chiều sâu thì thường với những cái bàn thờ nhỏ này thì người ta sẽ làm với hai con số là 81 và 97 các bạn. Nhưng mà ở đây thì bác ấy có yêu cầu rằng là bác thờ là có một bộ đỉnh đồng ấy, bộ ngũ sự nhỏ ấy, có ngũ sự này, có lư hương này, có đôi đèn nến này, và có đôi hạc nhỏ ấy, thì thiết kế làm sao cái chiều sâu của bác ấy để bác ấy có thể đặt vừa bộ lư hương ấy, bát hương và mâm ngũ quả nữa, đấy, mâm bồng nữa, thì làm sao cho phù hợp. Thì ở đây em sẽ thiết kế cho bác với cái chiều dài ở đây sẽ là 97 các bạn. Với chiều sâu đây là 97 thì vào phú quý ấy, danh vọng giàu có các bạn. Và tiếp đến là cái chiều cao ấy, chiều cao bác bảo ấy là bác làm 1m17 ấy, nhưng mà bình thường với những con số bình thường như những cái mẫu bàn thờ 1m97 hoặc là 2m17 thì những con số là 1m17 này, 1m27 này, đấy là những cái số đẹp. Nhưng mà với cái chiều cao các bạn, với cái chiều cao bác có bảo với bên em ấy là bác trai và bác gái có chiều cao trung bình là 1m65
ấy, hai bác là hay lên thắp hương. Thì với cái chiều cao như vậy thì em tư vấn với bác ấy là làm bàn thờ 1m17 là phù hợp, tại vì khi mà mình thắp hương vào mình cũng phải kiễng chân ấy. Nhiều bác thích làm cao và kiễng chân vào và phải bắc ghế lên ấy, nhưng mà với cái phong cách sở thích của bác ấy là bác yêu cầu là thiết kế làm sao nó thoải mái, không cần phải kiễng chân, tại vì các bác lớn tuổi rồi, khi mà kiễng chân hay là bắc ghế lên thắp hương ấy thì rất có nhiều những cái vấn đề mà không may nó xảy ra thì nó không tốt, nên là chỉ cần là phù hợp với không gian với người của mình thôi là được các bác. Thế nên là tổng kết lại với cái những cái dữ kiện của bác ấy đưa ra thì bác ấy bảo với em rằng là phòng thờ khoảng 14m², bàn thờ cũ là 1m5, muốn làm lên 1m7 hoặc là 1m8 sao cho nó phù hợp, số nào nó phù hợp ấy, thờ bộ ngũ sự chiều cao trung bình của bác trai và bác gái là 1m65 thì thiết kế số đo như thế nào. Đấy, thì tổng kết lại em sẽ tư vấn với bác là một cái bàn thờ với chiều dài là 1m75 hoặc là 1m76 đấy, chiều sâu là 91 và chiều cao là 1m17 các bạn. Với những cái số đo và những cái kích thước mà em tư vấn cho bác ấy, thì em tư vấn cho bác thêm một số mẫu bàn thờ phù hợp với cái tiêu chí là đơn giản, nhẹ nhàng, dễ lau chùi. Tại vì hai bác có bảo thêm với em rằng là hai bác lớn tuổi rồi mà lên tầng 4 lau chùi, quét dọn thắp hương hàng ngày ấy, thì rất là khó, nên là những ngày rằm ngày lễ ấy, hoặc là 3-4 ngày lên thắp hương một lần thì mới có điều kiện để lên được, chứ không lên hàng ngày. Nên là muốn làm sao cái bàn thờ của mình nó đơn giản nhẹ nhàng thì các bác có thể tham khảo như cái mẫu bàn thờ ở đây các bác nhá. Thì ở đây là mẫu bàn thờ của bác khách ở Việt Hưng ấy, Hà Nội ấy, một không gian nội thất phòng thờ mà em làm đây cho bác này, với bàn thờ là 1m75 và bên dưới là một chiếc tủ cơm. Hay là những cái mẫu ở bên này các bác nhìn xem ạ, với những mẫu chi tiết dạ tiền đơn giản nhẹ nhàng không kênh bong ấy, thì các bác có thể dễ dàng lau chùi với chiều dài 1m75. Ngoài ra các bác có thể tham khảo một số những cái mẫu nó đơn giản hơn như thế này ấy, cái bàn như thế này đây các bác này, các bác nhìn thấy với cái kích thước đó thì các bác làm những cái mẫu bên trên này thì cực kỳ là đẹp và cực kỳ là phù hợp. Thì trên đây là những cái tư vấn ấy, và thiết kế cái không gian phòng thờ, đặc biệt ở đây là cái bàn thờ của bên em cho bác khách ở ngoài Quảng Ninh với những cái dữ kiện của bác cho bên trên ấy. Bác nào ưa thích cái video những cái chương mục như này, đặc biệt là bác nào đang chuẩn bị vào nhà mới này, hay là đang làm nhà này, hay là muốn thay đổi bàn thờ cũ, thì có thể liên hệ đến em sẽ tư vấn và thiết kế không gian phòng thờ cho các bác đẹp nhất, ưng ý nhất và miễn phí các bạn. Em là Văn, chủ cơ sở đồ gỗ Gia Vũ tại Ý Yên, Nam Định, với kinh nghiệm nhiều đời làm về đồ thờ, nội thất phòng thờ từ đường nhà thờ họ với những cái công trình từ Bắc vào Nam. Em sẽ giúp cho các bác có một không gian phòng thờ, em sẽ giúp các bác có một không gian phòng thờ kết nối với bề trên, thể hiện tấm lòng thành kính hiếu thảo với ông bà tổ tiên, và đặc biệt là làm gương cho các con các cháu đúng theo ý nghĩa của câu nói uống nước nhớ nguồn và tấm lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam. Đấy, bác nào đang chuẩn bị vào nhà mới, đang làm nhà mới, đấy, đang muốn thay bàn thờ mới, hay là đang chuẩn bị tìm hiểu về nội thất nhà gỗ ba gian, nhà gỗ năm gian, thì có thể liên hệ đến em sẽ tư vấn và thiết kế miễn phí cho các bác một không gian phòng thờ đẹp nhất và ưng ý nhất các bác nhá. Xin chào các bác.